cảm động, chú chó tặng quà báo đáp cô chủ. Một quý cô tên Claire Robson, 44 tuổi đã chia sẻ câu chuyện khá đỏ mặt của mình khi cùng chú chó cưng trong một lần đi dạo. Cụ thể, Claire cùng chú chó Frankie đang đi dạo thì bỗng dưng nó chạy tít vào trong một bụi cây. Sau khi trở lại, Frankie gặm về cho cô chủ một chiếc sex toy màu đen cỡ lớn. Điều khiến cho Claire xấu hổ là nó không chịu nhả món đồ nhạy cảm này ra. Frankie thậm chí còn gặm món đồ này trong tận 20 phút. Theo Claire, chiếc đồ chơi này khá cứng và dài hơn 22cm.